Ảnh làm YouTube á, lương tháng 100 triệu mà hỏi sao không có. À hả? Hello luôn mọi người, Sú nè. Chào em nha. Hôm nay mọi người có bất ngờ với cái vẻ ngoài của mình không các bạn? Thật ra là vẻ ngoài mình cũng không có thay đổi gì nhiều các bạn ạ. Mà lỡ cái này nè. Ta là, trời ơi, mình đã có tên tím rồi nha các bạn ơi. Trời ơi, từ lúc có tên tím một cái là mình cảm thấy cuộc đời mình vui tươi hẳn các bạn. Suốt ngày mình chỉ muốn nhảy cả tưng thôi các bạn ơi. Nhìn cái bảng tên này đúng hợp với mình các bạn ạ. Là sao vậy mọi người? Thì nói thế chứ các bạn cũng thắc mắc là cái tên tím này có ở đâu đúng không? Thì cái này mình chưa có tiết lộ nha, để xíu các bạn xem mình sẽ biết là mình lấy cái tên tím là đâu các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ quay trở lại lúc mình nhận tên tím nha các bạn. Ê, đi thôi. Trời đất ơi, nghe nói là Junbi mới gửi cho mình cái tên tím các bạn ạ. Trời đất ơi, không biết là anh nói thật hay nói đùa các bạn ơi. Mình nghe qua cái mà cái đầu mình cứ lùng bùng, không biết mình đang trong mơ hay thật đấy các bạn ạ. Tại mình là dân cái chay mà cái tên tím nó gọi với mình là gọi như là rất là xa vời thôi. Trừ khi là có người tặng chứ chắc là mình sẽ không bao giờ có chuyện mình nạp đâu các bạn ơi. Đây, để mình kiểm tra. Ui, trời ơi, có thật luôn nè. Ôi ơi, trời ơi, tụi anh nó chơi mà anh tặng thật kìa các bạn ơi. Ôi chịu ơi. Mời đến. Ôi mình chặt luôn nè. Ảo thật đi. U là trời, lần đầu được tên tím các bạn ơi. Chắc là vậy là mình có tên tím rồi các bạn ơi. Biết diễn tả như nào bây giờ các bạn ơi. Thích quá trời luôn. Đấy thì chính là cái nguồn gốc của tên tím mình nhá các bạn ơi. Chứ thật ra là mình không có nạp đồng nào đâu, mình là dân cây chay mà. Tại vì Jun tặng mình á, chứ không thì mình cũng không có tên tím các bạn ơi. Trời ơi, hôm trước vừa mới lên clip là không có tên tím, cái hôm sau Jun tặng luôn. Thật sự các bạn. Nhân đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn Jun rất là nhiều nha. Mong Jun sẽ xem được clip nha các bạn. Và các bạn mà xem được clip của mình thì nhớ qua tưởng của Jun để ký Jun kêu cảm ơn dùm mình luôn nha các bạn ơi. Có tên tím như thế này thì để mình đi khoe chứ các bạn. Trời ơi, chưa. Ok mọi người, để mình đi qua xem là thành viên bộ team bây giờ có ai on các bạn. Chắc mình khoe ở đây, chắc về người này bất ngờ lắm các bạn ơi. Ấy, có bà Mèo, bà ông này này. Ê, mình ai được trời. Không, có tay là con Mèo các bạn ơi. Mèo là cũng có tên tím nha các bạn, ở đây có mỗi mình là lẻ loi thôi. Ủa Mèo ơi. Đi đâu vậy? Nè, hỏi nè. Có thấy cái gì lạ lạ không? Rồi trời. Mấy cái giò của anh giật. Đúng rồi. Cái gì vậy? Bộ anh mới bị què à? Trời, hai chị nên để ý gì vậy? Có nhìn thấy cái gì mà cái màu nó lạ hơn mẹ hôm không? Cái ba lô. Nói thế thì chịu rồi. Cái đầu dậy của anh nó hơi dơ nha. Tôi chịu rồi. Trời. Hôm nay có cái tin tím không kìa trời. Thấy ghê không? Ghê vậy trời. Nè, sao ngu này? Anh làm YouTube á, lương tháng 100 triệu mà hỏi sao không có. Chị đồn như trời. Nhưng mà theo tôi nhìn cái phong cách này là cái tên tím này chắc chắn được tặng luôn. Gái tặng đúng không? Không, người tặng là người khác á. Bà quen nó bà ơi. Tôi quen luôn hả? Ừ. Gì ai bực mấy cái? Chồng bà đó. Gì vậy? Ở trong rồi hả? Chồng bà tên tím của tôi phải tự mua mà ông đi tặng người khác đó chịu rồi. Đúng, kiểu này cho ra gầm cầu ngủ đi. Ông này cũng làm gì đâu á. Đi. Để cho mình đi. À, bộ khen xíu đi trời, hai chị này sao rồi? Tên tím nhìn ngầu quá, đây nha. Rồi là khen chứ chưa? Thôi tím rồi, gì vậy? Không, tôi chịu các bạn ơi, hai cái chị này chị sao ấy, thấy tên tím chắc phải bất ngờ lắm chứ. Sao mà có vẻ là người ta có tên tím hoài, người ta thở các bạn. Thôi thì mình đi qua chỗ khác xem. Đúng rồi. Có một người mà không có tên tím giống mình các bạn ơi. Ê, đây, để xem có còn không. Đây. Ê, chứ là Dương nhé các bạn. Không biết là Dương dạo này sao rồi, con nghèo giống mình các bạn ơi. Ôi, Dương. Này tôi mít chú. Ủa, gì trời. Ủa? Sao em có tên tím mà anh đang định khoe tên tím nè. Trời, ý là gì, anh cái tên tím đó anh lấy ở đâu ra, anh khai thật đi. Ủa, em đoán đi, em lấy ở đâu ra. Thì em nghi là anh lấy ở đâu ra là em cũng lấy ở chỗ đó đó. Là sao trời? Ý là anh được tặng đúng không? Sao em biết? Thì em cũng vậy, em được idol Junbi Blay tặng á. Ghê vậy. Tí mình qua khoe cái mà Dương cũng được Jun tặng rồi các bạn ơi. Ôi trời. Anh Jun đã tặng xong các em thành đệ của anh luôn rồi. Thành đàn em của anh Jun luôn rồi. Từ mai là hãy gọi là, không có gọi là Dương X Baby nữa, hãy gọi là Dương đàn em của anh Junbi Blay. Cái bà mẹ bà đi đâu vậy trời? Em có này cho anh coi nè anh Jun. Tiếng tiền. Gì trời? Đáng tiền, con chó màu xanh. Con chó này tên là không dám đọc. Đọc xong bị ký khỏi bô tim. Ủa, mà chị Dương, em nghe nói chị là đệ của anh Baby mà sao hôm nay thành đệ anh Chua nổi? Không Mèo, ý là mình làm đệ là mình phải làm đệ xen kẽ chứ Mèo. Chị là đồ phản tội, tôi phải đi mét anh Baby mới được. Chị mà hai lời là tôi đi mét anh Junbi. Đó, chị nói gì.
Trợ tôi chiến này cứu tôi với. Tôi bảo là Dương Dương là kiểu sống vật chất quá nên là thôi đừng có chơi Dương Dương nữa. Đúng, đừng chơi với anh Xuân luôn nha. Đấy. Đúng, anh Xuân là anh cũng gọi là anh chơi em nhẹ quá. Bữa fan của anh kêu là anh đừng buồn nha, tại vì chị Dương cũng không có tên tim giống anh. Cái anh tim liền, anh tim liền luôn. Mà em không có thật chứ bộ đâu phải anh nói xạo đâu. Thì không có thiệt nhưng mình không phải giả bộ mình đừng có tim chứ. Ơi, căng này thật chứ. Mình phải giả bộ nói là trời ơi em đừng nói chị Dương như vậy mà ha. Anh thấy chưa, đấy mới gọi là tình anh em. Thôi em ơi, giờ em làm đệ zombie rồi, em đừng có nói chuyện anh em ơi. Ủa anh ơi, tức là anh cũng được anh Dương tặng, anh phải làm đệ anh ấy luôn chứ? Không, tôi là gì chả không biết, nói chung là tôi là tặng á. Tôi là gì, nhận tên tím người ta xong rồi kêu tôi là cái gì? Thì người ta thân thiết người ta được tặng rồi trời. Thân thiết cái gì, best friend sao? Dạ, anh Xuân tặng cho chị Dương Dương con chó trong em vậy nè. Đó là bắt đầu chị Dương thành đệ anh Xuân liền. Đúng rồi. Chị ơi, tôi không có nhu cầu vậy. Tôi đi qua chỗ anh Toàn đi, bye bye. Nói thế thì chịu rồi. Anh Toàn ơi. Nghe. Ôi, anh đang làm gì đây rồi? Ai vậy? Em nè. Không quen, em là ai? Em Xuân này trời, anh sao vậy? Xuân nào trời, Xuân nào làm gì có tên tím đúng không? Tào lao rồi, với bộ đúng không? Ok đúng không? Xong hôm nay anh phát hiện sớm, rồi em đi qua mèo cái giả lơ mà anh phát hiện sớm vậy trời. Trời ơi, dễ thấy, thấy rõ ràng không? Thấy bạn cái bờ đầu không có tên tím, giữa ngưỡng với tên tím, người có tên tím là khác hoàn toàn thấy không? Nhìn cái là biết liền. Trời ơi, còn gì bất ngờ đâu các bạn ơi. Tính đi qua anh khoe, em tưởng anh thì bất ngờ lắm chứ. Là bất ngờ dữ chưa? Là bây giờ là cái đó là sao đấy? Cái đó là tưởng mua nhiêu đấy? Em được tặng mà, em đâu có mất tiền đâu. Trời ơi vậy? Ai tặng á? Thôi em nói ra. Ba đi tặng hả? Không, ba đi keo lắm làm gì tặng anh ơi. Bị đi keo à? Anh nghe nói hỏi đi rồi, tại chảo cho mà không có tặng sao? Không, ba đi không có tặng đâu. Em xin mấy lần, em xin có 20 bánh không cho kìa. Anh nghĩ sao tặng cái tên tím hơn 100.000 à? Rồi. Bây giờ đã biết hết chức năng của tên tím chưa anh chị chưa? Đâu anh chị em đi, em mới xài em chưa có biết luôn á. Rồi nhấp cho nó đi, tự trong đó có hướng dẫn em. Là hướng dẫn chữ chưa? Thôi cái này để em kiếm sau đi. Chị ơi, nhưng mà tên tím cái này tao tin này, tao tên tím là mấy từ lúc game mới ra mới giờ nó có gì đâu bất ngờ. Nó bình thường. Thì anh cũng phải tỏ ra bất ngờ chứ, em cài chai em không nạp bao giờ, anh cũng phải bất ngờ chứ trời. Chỉ cho bất ngờ nè. Chỉ cho bất ngờ là giờ nhấp cho cửa hàng đây. Nhấp vào cửa hàng. Rồi xuống cái hộp thiền đồng á. Thiệt, nhấp vô, mở đây, hộp kim cương đỏ nè, lần đầu tiên mở được VIP. Rồi. Nè, em mở nè. Bùm. Ôi, cái quạt đồng anh ơi. Rồi tiếp đây hết đó, chắc chắn phải được chứ. Nữa nè. Trời ơi, quặng sắt, thôi chịu rồi. Chưa, thấp phải lan lên á, đừng động nó tắt thế nha. Trời ơi, quặng vàng. Tiếp ra. Trời ơi, quặng vàng nữa. Con này kim cương đỏ thật không? Trời ơi, 100 tiền. Ừ. Cái đó thì gọi là trải nghiệm của tên tím rồi xong. Nhưng mà em sợ là hôm sau nó hết á. Tên tím là tận dụng tới một tháng, em yên tâm đi, mới bữa nay là mai chưa hết rồi mốt mới hết nha. Nhưng mà hết rồi anh có cho em mua không? Không. Mời đến. Chị Bibi ơi. Hello Sun. Trời ơi, chị còn làm cái gì ở đây ấy? Chị cắt cần, thấy gì không? Ôi. Thấy gì chưa? Ghê, cần câu tuyết luôn à. Đúng rồi, hợp free ngày hôm nay luôn đó, hên hồn. Ghê. Nhưng mà em bảo này, chị có thấy cái gì mới ở trên người em không? Có đó. Đâu chị nói đi. Bộ đồ mới nè. Vậy? Không phải bộ đồ. Không biết nữa, không có nhờ. Cái tên tím. Đúng rồi, trời ơi, tưởng chị không nhận ra chứ. Bình thường em đâu có mặc đồ này đâu mà thấy hôm nay mặc đòn đồ tím, nhìn lên trên thì thấy cái tên tím. Ý là vậy đúng không? Đúng. Hôm nay Xuân lên đời ta. Cho chị cái này, chị sắp hết rồi nè. Lâu ra có cho chị mang cái này em được tặng mà. Bởi vì hôm nay qua chị kiếm chị chi? Hôm qua em đi khoe đó trời. Khen hay gửa đi. Khen không mà đâu được. Không. Mà hôm nay Xuân giàu vậy? Xuân lên đời hả? Không thì em kêu em được tặng đó. Ai được tặng không? Đúng rồi. Chị biết ai tặng em không? Ai vậy? Khiền khiều cho chị biết chứ, lần chị đi xin. Em xin 20 em nói cho. Không được. Em gợi ý đi. Chị đoán. Cái anh là giàu nhất ở trong cái team này luôn á. Rồi luôn, nhắc chàng nhất là chị biết ai liền luôn rồi đó. Đâu ai, chị nói coi. Đây, đợi chị xíu. Chị móc cái gì trời? Đây. Con gì á, chị nói tên đi, kia tên nó sai rồi. Đây là Jun đó, là nhất vô team mà chỉ có Jun thôi. Đúng rồi. Trời ơi, chị này chị đoán hay ghê ta. Trời ơi, Jun giàu mà. Em thấy là dòng này em cũng có tên tím, chắc là tháng sau em cũng phải có. Nên là chắc là phải có cái gì nhỉ, chị biết bây rồi. Hả? Thì ý là tháng sau chắc em cũng phải có thì sao, nhưng mà em bây giờ em không có tiền nạp thì sao được. Hay câu này chị cũng không biết á. Thôi có gì em biết cách em nhớ chị nha. Chứ mai chị cũng hết rồi nè. Có gì trời? Em có biết là chị là người nghèo nhất team không? Vậy là em xin sai người à? Đúng rồi, chị là người nghèo nhất team đó.
cho chị xin thêm một cái nữa, mai sinh nhật chị nữa đó. Thế này mai em bảo Jun tặng cho chị hai cái luôn. Rồi em tặng cho chị thêm 20 cái luôn. Nói thế thì chịu rồi. Rồi các bạn ơi, khoe thì cũng đã khoe rồi, còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chuyên mục gọi là trải nghiệm tên tím cho các bạn. Hồi nãy thì anh Toàn có bảo mình là vào mở một cái gói mà lúc đấy mình kiểu tự nhiên kiểu bị anh Toàn cuốn á, mình mới không nhận ra là bây giờ mình không phải xem quảng cáo đó các bạn ạ. Đây nè. Ta da, trời ơi không một cái quảng cáo nào luôn. Tất cả những cái chỗ này bây giờ nó sẽ hiện là miễn phí này và miễn phí các bạn ơi. Trời ơi, cảm giác mình được sở hữu tên tím thật là thoải mái các bạn ạ. Ôi, đã thật sự các bạn ơi. Thôi bây giờ thì mình không nói nhiều nha. Mình sẽ vô mình mở thử xem là ở cái lần đầu tiên sở hữu tên tím này của mình thì mình có hên không nha các bạn. Đấy, mở lẹ nha các bạn. Ui, trời ơi, một cái áo cơ bắp. Ui. Này, hộp thứ hai. Trời ơi, trăm nhìn sao. Nhìn nó đây. Hai kim cương. Ôi. À, cái này là hồi nãy mình có xài một lần rồi nên là hết mất tiêu các bạn ạ. Thôi, bây giờ mình sẽ qua gói tiếp theo này. Đồ hộp hộp để đồ bịt mắt này. Rồi, tiếp luôn. Đã. Ui, hai kim cương. Ngon vậy ta. Rồi, 100 tiền sao. Ui, và được cái bịt mắt tím cũng hay nha. Ui, quặng bạc. Cái gì đây? Rồi, bịt mắt. Rồi, quặng đồng hả? Rồi, cũng tạm tạm các bạn. Rồi, 100 tiền sao. Ui, vẫn còn hai gói nữa. Quay trời thứ để nhận các bạn ơi. Tiếp ra. Rồi, 100 tiền sao. Đây, trong này có mũ khá là VIP bạn ơi. Ôi, 100 tiền nữa. Ui, 100 tiền nữa. Ui, nhận ngoài tay quá các bạn ơi. Ui, 100 tiền nữa. Mũ đi. Không ra rồi. Hộp cuối, hộp phần năng hổ. Rồi, ra các bạn ạ luôn nè. Không ra luôn. Phần năng hổ luôn nè. Ôi, 100 tiền sao. Hay đi nào đây nào. Không ra luôn. Ui, 100 tiền sao nữa. Không bạc đi. Trời ơi, không ra cái nào luôn. Ảo thật đi. Thì ngoài ra cái phần đấy các bạn thì chỗ này sẽ có cái phần thưởng miễn phí này. Ôi ơi, nó tím hết các bạn ơi, là mình chỉ việc nhận thôi. Trời ơi, nhìn sao mà cảm giác nó đã vậy các bạn. nhận luôn nha. Trời, 100 tiền, 150, 1 kim cương, 200 tiền sao. Đấy, kim cương nữa nè. Đấy, một hộp nữa. Còn một cái nữa các bạn. Đây, trong nhiệm vụ hàng ngày này. Ui, nhận hết. Không phải làm bất cứ một cái nào các bạn ơi. Ôi, các bạn thấy chưa? Ấy quá đã luôn. Này, mấy cái này là phải xem đúng không? Là mình hoàn thành ngay luôn nè. Ấy, thấy chưa? Đâu cần xem cái nào đâu. Cái cuối cùng luôn nè. Trời ơi. Tha hồ vương miện đó các bạn ạ. Ui, nhiều thật sự luôn. Ấy, một cái cuối cùng. Đây, một kim cương đi các bạn ơi. Ui, đã thật sự luôn ấy. À, mà chưa hết nha các bạn. Còn một chỗ nữa chính là trong cái khu VIP này đúng không ta? Trên này có 0/3 đấy các bạn, là mình cũng sẽ nhận được cái vương miện miễn phí này các bạn. Ôi, các bạn có thể kích vào để lấy vương miện luôn nè. Đấy. Ôi, 3 này miễn phí luôn, không phải xem cái quảng cáo luôn. Vậy dưới này mình sẽ nhận được cái mốc dưới nữa nè. Ui, để xem mình được cái hộp thường gì đây đã. Ui, 20 tiền. Ai ơi, áo đồng phục đã bóng. Đấy, vậy là mình đâu có cần cho quảng cáo đâu các bạn. Quá là ghê luôn. Ui, cảm giác thật là thoải mái các bạn ơi. Không có cảm giác chờ đợi gì luôn á. Ui, kiểu này lỡ mình nghiện luôn cái tên tím này sao các bạn. Còn bên trong cửa hàng vẫn còn một mục, đó là một quảng cáo này các bạn. Đây, trong này thì mình sẽ nhận được 2 món miễn phí này. Cùng thêm mấy cái lần làm mới thì mình sẽ nhận khoảng đâu tầm 8 món miễn phí các bạn. Dưới này cũng miễn phí, đó là một kim cương nữa này. Đây, nhận luôn các bạn coi. Ôi, thấy chưa? 100 tiền sao nữa này. Đây, kim cương miễn phí nữa này. Uầy. Đây, một cái quảng bạc. Làm mới luôn, không cần xem quảng cáo luôn. Trời ơi, nữa. Thêm làm mới nữa này. Quặng nè. Rồi, kim cương nè. Làm mới lần thứ 3 này. Tiền sao nè, hai kim cương nè, đó các bạn thấy chưa? Trời ơi, các bạn ơi, đúng là siêu lẹ luôn các bạn ạ, không phải làm bất cứ một cái gì hết, nó như kiểu là mình tiết kiệm được cả một nửa ngày các bạn ơi, đã thật sự luôn á. Ngoài ra thì còn quá trời là cái chức năng nữa luôn, mình không thể nào kể hết được cái tên tím được các bạn ạ. Bạn nào mà muốn tìm hiểu tất cả thì nhớ vào phần cửa hàng này, sau đó là lướt xuống bên dưới này và xem thử cái phí thành viên hàng tháng nha. Trong đây nó sẽ liệt kê tất cả những cái món miễn phí mà mình có thể nhận được này. Trong này còn có cái giảm thời gian phát triển thú cưng này, nhảy vòng vượt chướng ngại vật này, rồi câu cá không giới hạn này. Ôi ơi, hồi sinh miễn phí ở trong cái trò Snow World đấy các bạn ơi. Đấy, cực kỳ là nhiều chức năng luôn nên là không thể nào kể hết bây giờ các bạn ơi. Thôi ok, chắc là clip của mình đến đây cũng hết thôi các bạn ơi. Nói chung là mình cũng đi khoe rồi nhưng mà chỉ có hơi thất vọng một xíu là hôm nay không ai bất ngờ các bạn ạ. Tại vì là mọi người trong bộ team sở hữu tên tím quá là quen rồi nên là đâm ra mọi người cũng không bất ngờ cho lắm. Hơi quê một xíu. Nhưng mà thôi đi, mình quê hoài nó cũng quen các bạn ơi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Hãy nhớ like, subscribe cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Bye bye bye.